Chú ơi, chú ơi. Chở ba ra bốn mươi bộ à. Chở ba lên phòng mình. Chở lên phòng. Mày á, nói chuyện mẹ giờ vú á. Tao ngồi bà chém cái đó đi. Dính. Cầm cái ba mày cũng nói gì ngó hán tao. Tôi kêu bà khép cái hán lại. Mẹ mày xách cái tường đi để dính quần áo. Còn tối nè tao đi dài. Con ba đi đâu chơi tao đi dính mày nè. Cầm cái thằng ba. Đi đâu? Đi ngay bà cằn. Bà xô tôi xuống hả? Bà chưa? Hay quá hen. Chưa. Chưa ai tặng đâu bây giờ hết á. Ví dụ như giờ tao tặng bà cây hai bà lấy không? Lấy. Ở đâu? Cây hai á. Một cây với hai cái trứng á. Trứng giấy cho mày đi. Vậy bà lấy cái cây hả? Mày cho con Phương á, con Phương phải lắm, nó đâu rồi, nó trốn về rồi, thấy không? Thằng khí đụng này trốn về rồi. Tụi Phương đi chơi với trai rồi. Đi với đâu đâu mà. Ta đi chơi, ta có trai ta đi chơi rồi. Còn vậy mày chứ? Có ai? Con hả? Con chưa có ai hả? Vậy tối nay ta dồn hai thằng vô một chỗ. Trời ơi. Và anh bạn chính đi, ta cho đi bộ. Quen quá. Tối có gì ta dắt vô ăn mì gối đó, bắn dẻ mà. Dạ, mà tụ đi. Đi. Má mày có dằn được gì. Tao nói không đủ má, ai có trắng luôn. Tao nói không nha mày. Mình xèo hả, ăn miếng đi. Mình xèo. Ăn đi. Cái ăn còn nguyên kìa đó. Vậy sao cái kia trứng bà nhau được? Cái kia là khi Dung nó lao uống nước, nó thổi. Trời ơi trời, con Dung lao giỏi lắm hả? Đó thấy không, ăn được đó không? Cũng có hằng ngày luôn. Xèo. Ai biết bà gỡ khi không cái đi bán rồi bỏ ngang cái răng hàm dưới nhà hàm trên mang đi. Cái chép đầu bán là làm cái chép đâu? Cái chép á, đầu bán để câu khải thì câu cúng dùm cho tao. Cái chép sống hay cái chép chết? Hơi xíu gì. Đã hỏi chưa? Sống hay chết? Không. Chết mua rẻ hơn không biết. Mua cái chép chết rẻ hơn. Đi nha. Chép quay ra. Cái đó cũng lại dí vào. Sao mà bán bà Tôn xuống. Ngoài bắt giấc à. Bán bà Tôn sẽ bấm nút mà ai hoài vậy. Nó bắt bà mẹ cái vụ ngày hôm qua mà bóp cu người ta đó. Ngoài bà xuống bóp cu kìa trời ơi. Nước lạnh nó uống đi. Cay quá thằng lồn này đồ. Quá thằng lồn. Ấy quá thằng lồn. Ai chết mẹ. Xuống thằng kia. Rồi, Lâm có clip kìa. Clip quay qua mang cho tao lại để tao coi cái clip đó. Giả phải không? Trên YouTube có đăng đó. Người ta nghe nói à, chứ bao nhiêu tôi giả tao tới đây là căng quá trời luôn. Vô giả phải không? Mấy bữa nay hình sự tới quá trời. Bụng nó cứt mũi đó nghe trời. Gì vậy? Ai mất nhất trời. Chắc là tính nó lạnh. Cay quá, cay như có lùn quẹt vậy, cay thấy cái mày nghèo. Nãy sao không ngon giờ bộ cay nữa không nè. Không, mày đi nó mỏi miệng chết mẹ. Vậy tao để vậy tao nuốt luôn nha anh chị. Nuốt bụng má mày tối mắt cậu. Giờ giờ nuốt tới tối mắt cậu. Cháu tù phải không? Cháu tù phải không? Ê, tối nay cắm ở cắm này ông bà, tụi bay đi nhớ đem bao cà su về đi chơi. Đi đâu đi đâu đem theo bao cà su kỳ vậy? Gia Lê không á, gặp con cú nó làm ngoài Nguyễn Duy Thanh á. Làm vòng vòng trận đông á, tối đêm nào cùng tao cũng tụ cập ở lên cộng. Làm gì ngoại? Uống cà phê, thức đêm. Thấy không? Con gái ngoại phải không? Nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm, nó đẹp hơn con gái nè. Vậy mà con này tính đi làm mà bà không cho à? Mày má, nó đụ má ra ngoại mấy thằng 23 cái kính đè, nó đụng cùng á. Trời ơi. Trời ơi. Nó đẹp chứ bộ. Ai đẹp? Bà mới ghen giống Đình Chí. Hồi nãy bà mới nói tôi xấu. Mày có tiền không mà đầu da mãi? Sao không có trời. Làm gái mà thì có tiền không tiền nó mới đi làm gái. Có tiền làm gái làm gì nữa má. Phù máu ghê quá. Cá lóc trên bờ. Cá chép mua ở đâu làm. Mua mà có cái chùa mẹ Quan Âm. Tao cúng cho tao luôn nha. Tại vì phóng sanh đó. Đem ra sông thả. Mua xong đem ra sông thả. Sông ở đâu? Mua về bắt coi gì nó bà. Bà đi ra ngoài đó đó. Bà coi người ta thả và bà vớt lên xong rồi bà thả lại. Thì mấy cái sông á, kênh gì nè? Kênh Như Lộc á. Kênh Như Lộc nè, ngay Lê Văn Sĩ á. Bà đi ngay cái kênh làm nước thúi thúi á, bà lủi xuống mà bắt. Ngoài kia nó có bán cá sấu á, mua thả luôn. Mày khùng hả? Đậu Bạch Đằng với quận 8 bà. Bà tới Phan Kích Long với cầu điện cổ. Ở đó có thằng á, tự giận xuống đó đó. Nó bụng nó xịt lên. Nó để chăm đồ, chăm bóp. Không ăn chớm. Bà lấy mà. Lấy sau đó cho bà ăn bánh trứng đặc biệt chưa?
tao chủng nó hai con kia chúng làm sao mà ba chủng. Trời ơi, đáng lắm. Lắm cái thằng mặt mà tao giờ tao ngồi chơi nó đó. Dạ, bố mà con vợ 2 triệu tao bán nó chúng đó. Giải cho 10 đi chúng tục đắc ai biết. Tao bán nó chúng đó, công ty nó nói cho 200 giống mày bỏ có lùi. Vợ nó ngồi đó. Đây tao chưa mua cái gì chứ mà tao còn bỏ ra rồi. Tao cái đó dính à má. Mày đủ mó tắm cái ông ba mày không nói gì ngó háng tao. Tôi kêu bà khép cái háng lại. Nè mày xách cái tường đi để dính quần áo tao tối nè tao đi diễn cũ á đi chài. Rồi đi đâu? Đang hẹn rồi con. Sao bà không ráng gần mà đi vậy? Tôi cho bà miếng chao vô đây nè, dính chao. Mày đâu có chồng mới chưa? Vậy. Hú có chồng mới chưa? Có rồi, thằng đó mập thằng mày tao giấu. Hai đứa sắp vô rồi lộn chó với mèo. Đêm nào mày chạy ngang lên không gặp tụi tao à. Tao ngồi có 2 giờ khuya đây nè. Chỗ nào? Chỗ nào? Lên không chỗ nào? Mày biết ngay quốc lào qua số 8 không? Biết. Đó, ngày đó đó. Mày hỏi quán Nam. Ở đó duy nhất có con Nam bán rồi. Người ta làm gái người ta đi ngoài rồi bảo đi ngoài rồi làm gì? Tao ngồi chơi đâu. Gái gì? Làm gì? Gái luôn nha. Gái có lục què. Tao ngồi với ông khú. Đừng có làm mày bạn nghe ông nội bán nhiều ăn nhiều nghe trời. Ôi, mày nói mày ra mày thấy không? Bà bán vé số giả là bà dư sống rồi mà có mà đi làm gái thêm nữa hả? Số giả có lùn què nữa. Bà bán có ngày có tháng rồi à. Coi số giả là cũng ngày lại á, tao bán tao mất 2 tờ nữa. Lâm, bởi nhân lùn này chụp nè, mai mốt chụp tao nhớ coi nào bốc mấy tờ. Tao nhớ lấy tiền, rác về kiểm tiền nó biết. Nhất là mấy người trai này nè, đủ mùi số ai diễm lắm. Thằng má cái lồn nào gặp tao chào vậy nè. Thằng đó cũng có cái lồn đó hả? Má mày đẹp trai ra ngoài đồ dầm mày lấy tiếng. Thằng này là lấy mắt kiếm biết con cặt nằm ở đâu. Bậy quá chú ơi. Anh bây giờ chưa chụp quà vậy? Em đồ bông lóc la lóc đánh luôn à. Bà vuốt tóc này bà đẹp á, đâu vuốt lại coi. Sang ghê á. Giá chồng đó bán được căn nhà 19 triệu. Giá sao? Nhà gì có 19 triệu hả? 3 tỷ. Nói 19 vậy nữa má. Cái nhà ta bị dài ngang đâu gì biết ông 35 mét. Nè. Giá sao? Đi cúng giá sao? Vậy nè. Phước mặt phước mày, bệnh hoạn, phước viết mày. Đi cho hết đi. Số nhà 79, tôi tên Trần Nghĩa Chất. Trần cho Nghĩa Chất? Cho vợ cái dông, cái bệnh, cái hoạn đi hết. Đó, giờ bắt đầu vô giấy mày vào ngon anh ba chứ quýt bỏ 61 tuổi. Nhiều. 61 ngàn trong cái phòng đó. Bà nói bà 91 tuổi má. Đó, giờ bỏ vô đó giấy. Rồi cho con vợ cái dòng 5 tuổi của con đi. Gia con sư tử bỏ miếng thịt heo vô cái văn con sư tử. Đổ rượu cho nó uống. Uống nó xỉn mới đi kiếm được heo. Ăn, biết không? Ai chỉ bà dạ? Không ai biết luôn á. Nói cho bà đó bà làm thầy hả? Thầy có cậu bối thầy em á. Coi tôi đi. Thầy tuổi gì? Tôi đặt từ rẻ nha. Trời ơi nè khỏi. Hồi nãy. Coi tuổi gì? Tuổi ngựa. Ngựa hả? Vừa qua bực bội tâm tai. Năm nay qua rồi. Tính tình nóng nảy chơi vạn giọng dại. Quen gái là có tiền có tình. Mày đề đúng gái vậy rồi. Mày đề đúng gái gì? Ờ, mày á có tiền nó có bạn có bè. Đủ tiền là khác thì đàn ông. Người thì đàn bà, không đồng bay cao. Là đập đá phải không? Đập đá nên nó bay cao hả? Mày á, nói chuyện mẹ giờ vú á. Thôi, nãy giờ có giờ đâu bà nội ơi. Đi về đi, đụng má mày. Mày về chưa? Giờ bên chân chép của bà. Về chưa? Trời ơi, chụp quang lắm, về lắm, mày nghe lời nói là lắm. Ai vợ ơi, chờ ở nhà kìa. Quay. Bà chơi tới sáng luôn hả? Bà già bà sung quá ha. Đủ má mày sung thức đêm chứ không phải sung giống đứng cặt như mày nha. Trời ơi. Trời ơi. Đi đi trời ơi đủ má chụp hoài giờ này quý ơi đi về đi. Về đi cho bà đi ra ngoài nhà gì ba số 8 hả? Hàng chiên phú nó kêu tao nhắn mày vô chơi. Trời đất ơi. Không. Giờ này mày xuống là mày gặp á. Trời ơi. Em nào cũng cục cập đó. Giờ bà ra ngoài bà hút điếu thuốc sao bà vô hả? Hút thuốc đâu có. Thì sao thuốc lạo? Hút thuốc của mày á hả? Thuốc tôi là thuốc gì? Đó mày có cái tay xì gà. Xì gà màu gì? Đêm nay 8 tháng 3 nó cắn
rồi, cắn kẹo quá trời, chết bậy quá. Ê, Phi Nhung dẹp bàn tội nghiệp quá. Kêu Phi Nhung bắt xe về đi. Thôi thằng mập kìa. Ê, nào. Mày biết giáp không, bắt xe tao về vậy. Sao mà hôm bà già thuốc lào. Dạ, trời. Chỗ qua hồ tỷ là nó biết là giờ tao bọc qua thuốc lào bà già đây. Vậy tắm cái già là cùng nó chơi. Ra chơi luôn rồi, trước ra chơi luôn rồi. Trời ơi, bà nói gì chứ bà về bà ngủ quá chứ. Đâu, đâu, có nè. Đâu, đêm nào cũng bắn thuốc nó. 79 hả? Chứ có về nhà đi đâu, 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 đi. Ngày mai bà coi giấy số nào đặc biệt, bà chừa mấy tờ cho bà chớp. Tao giả vô mặt bà, tao bán tao kỹ mấy thằng nói tao giấy số chừa nha. Chừa mới chúng bay à, đánh con ngựa 9262 đi. Cái bà chồng chết á. Bà nào? Chết rồi nào? Bà chồng chết, để lại ba đứa con. Chết rồi nào? Nè, tao lấy cái tâm nào móc cho nó vệ sinh. Bà nội lấy cái tâm nào móc cho nó vệ sinh. Để chúng ta em lưng coi. Để ăn cái lồn què vũ về vậy. Alo. Trời nó đã rước bật kìa, xe tải tới rồi chứ. Đi đó, với container ở ngoài đó phải không? Người ta biết chở cái bà. Ta biết chở bà về đó. Nó nói sao? Nó nói dám chừng chở gì chức đó mà. Trời, xe giáp mà xe gì? Nó nói gì chức hay gì? Đặt giáp, đặt gì? Nó nói gì chức hay gì cức? Mỗi lần ta hay đi xe hơi. Tao móc lên mũi hoài, tao nói mà lấy cái tâm này nè móc. Máng lồn. Rớt chiếc tâm mà cái dòng đó. Vô hay vô dẹp bàn ghế cho ta đi. Bây giờ nó bắp chú bà phải không? Tao ngồi càng là Việt Kiều phải không? Thằng nãy là Việt Kiều á, mày không tin nói. Ê, đây là gì vậy? Bậy quá à. Thằng đó là Việt Kiều á. Mày có bóp cung sao chưa? Có rồi, bóp hai lần. Thằng đó chạy nước luôn á. Trời ơi. Ghê quá vậy. Nãy bà nói ai kìa, bây giờ con đếp cởi đồ ra chụp hình bả. Nó lúc này mày mê gái lắm, đông đông về nãy cho mày qua tâm sự nó. Ê giáp, tao nè mày nhớ không? Có khi nào cũng chạy. Chạy luôn không đủ má mày ngó cái xe khắp bên cho tao. Kiều đấy, kiều sao mà rồi đáp tới rồi, chở. Rồi rồi, chở bả đi qua Mỹ luôn em. Đây đây đây, để em đỡ, em đỡ lên đi. Đi về. Đi về. Lên lên. Không, tao không cho mày ẵm. Thôi, cho mày ẵm. Bồng bỏ lên rồi. Nha, máy bay nha. Đó, bữa nào tôi ra. Ra chở ai đồ luôn. Chở đồ, chở đồ. Từ mà, mày đổi nấu ngược trời. Đổi vậy đi. Đổi kiểu kia nó bắt bạn sao? Mẹ. Rồi, ra hồn qua. Đúng rồi, ra hồn. Ra hồn đường trên nhà tao chờ qua hồn kỹ ra anh đùa. Chở bà xuống dưới dòng má mày quỷ hả? Quá không kỹ phải vừa nha. Trời ơi, về coi chụp hoài vậy. Có cởi đồ à. Trời ơi, cởi đồ. Cởi giờ mày cởi luôn đi kìa. Bây giờ hết chạm rồi luôn rồi. Cởi đi. Ngon. Ủa, hey. Kêu tàn là xe cao. Tao thẳng con chút à. Sao bà cao quá. Hey. 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 Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi chú ơi. Chở ba ra món quy bộ à. Chở ba lên phường anh. Chở lên phường á. Chở. Vớt không? Mẹ ở đâu? Ông coi phường 8 đâu, chở lên giảnh, chở hồi bả. Phải đâu nha, con chở qua hầu kỳ. Chở ba lên hồ cái qua đi anh ơi. Ê, bậy quá chú ơi. Cảm thấy anh ta. Mới kìa. Cảm thấy anh ta. Mày. Có chút mình xăng không? Có, nhỏ đó đó. Xe xe kìa. Xe lụng, xe lụng. Để đeo chiếc bông như mà chứ. Ê! 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 Ê!